Những năm gần đây, cùng với sự cổ vũ cho văn hóa đọc, nhiều tỉnh thành đã có các câu lạc bộ sách ra đời với quy mô khá đa dạng, dành cho nhiều nhóm bạn đọc ở những lứa tuổi khác nhau. Với mong muốn phát triển văn hóa đọc và phát huy vai trò định hướng học tập, nghiên cứu trong nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của thư viện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách đã thành lập câu lạc bộ thư viện nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích sách được tiếp cận nhau, qua đó giới thiệu nhiều cách thức nhằm thu hút thêm bạn đọc. Được
đến cuối tháng 9. Cuối tháng 9 năm 2019 chúng ta có 10 cái phương diện là cổ phiếu. 10 phương diện là cổ phiếu chiếm tỷ lệ là 38.46%. Cái này so với mặt bằng của tỉnh thì hiện nay chúng ta cao gấp đôi. Và so với các quận hiện nay là huyện Tây Bắc đang đi đầu. Đây là một ngày của họ. Cái đó là huyện Tây Bắc. Cái đó. Với lịch sinh hoạt định kỳ mỗi lần một tháng, các thành viên của câu lạc bộ đã có dịp gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những tác dụng tích cực của sách, thảo luận sôi nổi về nội dung sách, từ đó rút ra những bài học về kỹ năng sống cho mình. Ở mỗi đầu kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sau kiểm tra cho các đơn vị còn lại nắm và các trường chuẩn bị nâng chuẩn quốc gia báo cáo những khó khăn, vướng mắc để câu lạc bộ kịp thời hỗ trợ. Cũng trong kỳ sinh hoạt, câu lạc bộ sẽ định hướng việc thực hiện thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc cho các trường có đủ điều kiện và có biện pháp hỗ trợ thích hợp. Cái luôn. Rồi ở sau phía sau cái hệ thống bản trai chữ cái mình cũng xếp theo chữ cái luôn. Nhưng mà ở cuối cái phần tấm tắc này nè, bỏ xong cái bé đi, xong ánh xong cái bé vào đây. Cái nội dung thì tấm tắc ngắn gọn thôi, để dài quá thì rồi người ta cũng góp ý mình đó. Cái phần mà xếp theo chữ trái á thì mình sẽ xếp không, mình không xếp đánh trên cái máy vi tính theo xếp thành những cái của máy vi tính được, mình phải tự tay mình xếp. Khi mà mình xếp trên cái máy vi tính thì nó sẽ sắp là số nằm ở trên, ví dụ như là 350 thì nó sẽ nhảy lên trên đầu tiên. Thay vì một hai bây giờ, ví dụ như bây giờ 100 đi thì quy ra là chữ M thì nó phải nằm ở giữa, nhưng mà khi mình xếp cái máy thì nó sẽ
Trong quá trình thực hiện, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác phục vụ bạn đọc, công tác xây dựng thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc sẽ được câu lạc bộ đề nghị đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách tuyên dương, khen thưởng. Rồi, đề nghị mấy bạn vỗ tay nè. Xúc động quá, bao ngày tháng gian khổ quá. Có hả Linh? Không có được tặng hả? Yếu quá, chị tặng yếu quá. Đừng nghĩ cười mà thấy ra nha, chẳng có những nhân viên sau đi tặng cái chiều cho đây là có mua. Thì cô thì đó.